Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Reason. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một khối Rubik 1, 2, 3. Đấy. Sao lại gọi 1, 2, 3? Tại vì nó sẽ có, nó là 1 x 2 x 3. Đấy. Như kiểu các bạn hay gọi là 3 x 3 x 3 thì cái này nó là một tầng này, 2 này, và 3 này. Đó. Đây. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của con này và các cái sản phẩm Rubik khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Thì cái này nó có hai phiên bản này, một trắng và một đen này. Thì phiên bản của mình đang cầm là màu đen nhé. Nó không có bản stick LED đâu. Đây là hình ảnh của mặt vắt này. Đấy. Chữ ký của mặt vắt này. Thì bây giờ các cái hộp này nó làm đồng bộ hết rồi. Các bạn xem video gần đây của mình thấy đúng không? Các cái con biến thể và cái con rẻ tiền của QG người ta làm đồng bộ hết rồi. Bên trong này thì hết rồi nhá. Cái hộp nhìn như cái bộ bài nhá. Giống bộ bài. Đây. Trong này chúng ta có một tờ giấy hướng dẫn này. Đây. Thực ra thì mình cũng chưa biết là cái giải con này nó như thế nào đâu. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Tí nữa mình sẽ mò đã. Không mò được thì mình sẽ dùng cái tờ giấy này. Đây. Đây thì đây là khối Rubik của chúng ta này. Cái lớp sticker này nhìn nó rất là đẹp nhá. Hình như cái này là nhựa thì phải. Đúng rồi. Cái này nhá, đầu tiên này, về cái bề mặt trước này. Cái bề mặt của nó này không phải là cái sticker nó dán lên đâu, mà nó là nhựa. Nó làm chìm xuống dưới này. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Đấy, nó không có một tí gì nó lồi lên luôn. Các bạn thấy không? Đây các bạn nhìn đây này. Nó là nhựa nhá, xong rồi nó gắn chìm xuống dưới này. Xà cảm giác mịn cực, nó không có cái gì gọi là gợn luôn. Phải cho móng tay vào mới biết được là cảm giác nó gợn nào. Đấy. Thứ hai là cái nhựa này là nhựa nhám nhá. Nó hơi nhám nhám chứ nó không bóng hẳn đâu. Đây các bạn nhìn nó, nhám nhám này. Hệ màu thì nó cũng như 3x3 thôi. Trắng đối vàng, xanh đối xanh và đỏ đối với cam. Đó. Nhựa nhám này, cầm nhỏ nhỏ xinh xinh này. Vừa tay này. Màu thì cũng khá là đẹp. Nó không giống với cái màu của các cái con QG mình hay review, cái con mà nó có cái hộp như thế này này. Đấy, cái con biến thể ấy. Thì cái đấy là cái màu hồng nhá. Cái màu chỗ này không phải màu đỏ đâu, nó màu hồng. Và cái hệ màu nó kiểu kiểu hàng chợ ấy. Còn cái này màu đẹp cực. Với lại cái logo này thì nó sẽ in chìm lên đây. Đó. Chỗ này hơi bận một tí. Cái này là do nhà sản xuất này. Làm ăn với bạn. Làm bận hết cái này rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đảo lên cho bạn xem nhé. Xem nó đảo như nào nhé. Để như này này. Không đảo được đâu. Như thế này là không đảo được nhá. Mình chỉ xoay được như thế này thôi. Hoặc là như thế này. Đấy. Rất là mượt luôn. Tại vì sao? Tại vì cái này này. Nó bo này. Đấy. Bo đâm ra cảm giác là rất là mượt, không có cái gì gọi là vấp luôn ấy. Nó có tiếng lò xo luôn, đỉnh thực sự. Mình chả biết là cái con này nó thiết kế kiểu gì, cấu tạo nó kiểu gì. Hình như là chả hiểu sao sang đây lại quay được nhỉ. Hay thật. Mình nghĩ là mình không thể tháo cho các bạn xem cấu trúc được đâu. Nên chỉ xoay như này thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ mò nhá. Mò cách giải của con này nhá. Thực ra là lấy mình ngồi mình mò giải thứ rồi. Đây. Đầu tiên là mình cứ giải hai cái giữa trước này. Đấy. Ví dụ các cái con BQ các bạn giải từ giữa giải ra. Thì cái này cũng thế. Mình lấy mình ngồi mình mò thử. Cứ giải hai cái viên ở giữa trước. Rồi tí tính tiếp. Đây. Ví dụ chỗ này sẽ là vàng này, cam này, trắng này và một cái màu gì đó. Các bạn cứ đưa lên. Đây. Không phải đúng không? Đưa cái viên này lên. Đấy, được rồi, được hai viên. Ôi, đúng luôn. Thực ra con này mò dễ cực. Cái tờ giấy hướng dẫn này này, nó lại hướng dẫn kiểu khác. Đây này, các bạn nhìn nhá. Step 1 này. Đấy, giải một mặt này, giải cái mặt ở dưới này.
giải cái mặt ở dưới này thì nó cũng sẽ đúng được cái mặt ở trên này luôn. Có nghĩa là các bạn giải một trắng ấy thì nó sẽ đúng được cái mặt vàng này luôn, thì các bạn sẽ đổi góc như kiểu là PLL trên 3 x 3 này. Làm công thức số 1 để giải này, làm công thức số 2 để giải hai bên này, được hai góc chéo bên này. Làm công thức số 2 để giải góc chéo bên này. Đấy. Và công thức cái gì đây? Làm công thức số 1 và công thức số 2 một lần nữa để giải hai cái viên ở giữa. Đây. Công thức số 1 đây, công thức số 2 đây. Nhưng mà mình không giải kiểu này, mình không giải theo mặt. Giải lại lần nữa cho các bạn xem nhá. Nãy mình ngồi mình mò. Xong rồi đến lúc xem công thức mới thấy là nó giải xác của mình. Đấy, đảo bừa lên. Đây nhá, các bạn cứ giải hai cái viên này chữa chưa? Đấy. Tiếp tục này. Xong rồi xoay cái viên trắng ở đây. Đấy, nếu mà đúng này. Không đúng thì các bạn đưa một trong hai viên trắng ở dưới này, đưa lên trên này. Nhưng mà đúng rồi thì thôi đúng không? Tiếp tục này. Chỗ này nó sẽ là xanh này, cam này, trắng, vàng này. Đấy, xanh cam này, nó sẽ ở đây. Đưa cái này xuống này, đưa sang này, đưa lên này. Đấy. Xong giải cái này. Đấy, xem. Một lần nữa nhá. Ra thì review con này mình cũng chả biết nói gì, cắt góc thì đào lên mà nó đúng luôn rồi, cắt góc thì nó cũng chả có cái gì, làm sao mà cắt được góc ở đây, cắt góc. Ôi. Con này cho bọn trẻ con nó chơi thôi, mình người lớn mình phải chơi 3 x 3 đúng không? Đây tiếp tục nha, một lần nữa này, giải hai viên ở dưới trước, ở đây, cái này đúng y hệt giấy hướng dẫn luôn. Để mình thử làm một lần theo giấy hướng dẫn. Nãy nó cũng bảo là giải hai mặt sau đổi góc thì bây giờ góc không cần đổi, giải hai bên giữa này xem là công thức như nào. R B R R F R R này B này R này R này F này trên à, trên cái này nhá các bạn nhìn nhá, F như thế là bình thường trên 3 x 3 là F như nào, 90 độ đúng không, nhưng mà này không xoay được. Ở trên con này ép nó phải là 180 độ. Ép này. Đấy. R này. Đấy. R và R phẩy tương tự nhau. Mà nó không có R phẩy đâu. Nó đều là 180 độ hết này. Đấy. Một lần cuối cùng. Rồi. Mình sẽ giải theo cách của mình. Cứ giải hai viên này trước. Rồi. Đưa một viên trắng lên đây. Xem nào. Đấy đúng rồi, tiếp tục này, xanh biển. Hình như nó đúng luôn này. Ok thôi, có lẽ mình sẽ kết thúc cái video này thôi. Nếu mà các bạn tham khảo cái con này hoặc là các cái sản phẩm Rubik khác thì các bạn có thể qua rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn.